Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã tới với cả PC của Gaming. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một tựa game đang rất là hot thời điểm hiện tại. Đó là tên game có tên đó là Absolver. Như các bạn đã thấy ở đây, bây giờ mình sẽ tiến hành vào game nhá. Đây là bản game này, thực ra là game online nhưng mà đã có bản crack rồi. Bản crack là chúng ta sẽ chơi được ở chế độ offline. Trong game này thì chúng ta sẽ chơi theo kiểu đó là chúng ta học võ thuật, sau đó thì chúng ta thi triển võ thuật đó thôi. Nghe nó khá là đơn giản nhưng mà thực sự vào game thì có lẽ cũng khá là phức tạp ấy, bởi vì mình đã xem qua một chút về cái gameplay của tựa game này và thực sự là đánh đấm rất là đã mắt, rất là đã tay. Thậm chí chúng ta có thể sáng tạo những kiểu combo, những kiểu đánh đấm cực kỳ cuốn hút, cực kỳ đẹp mắt nữa. Bây giờ mình sẽ thử vào phần new game nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đến cái việc đó là thiết kế nhân vật của chúng ta. Đây chúng ta chọn màu da này. Mình chọn màu sáng sáng một chút. Còn giới tính thì có lẽ là sẽ chọn thử nhân vật nữ nhá. Bây giờ đến kiểu tóc. Mình sẽ chọn cái kiểu tóc nào đó nhìn nó kiểu nào nhịn toang như nhau cả. Thôi kiểu này đi. Còn màu tóc thì mình sẽ chọn cái màu đỏ đỏ nhìn cho rất đúng không nào. Bây giờ mình sẽ ấn Enter nhá. Tạo nhân vật, không Enter được à? À next chứ, quên mất. Combo style. Đá đỡ nhảy có lẽ chọn một trường phái nào đó vậy, trong đây có các trường phái khác nhau à. Mình chọn một trường phái thôi, chọn một trường phái cuối cùng thôi. Mình sẽ chọn tên, đặt là em vô. Ok. Bây giờ thì game sẽ bắt đầu chạy và mình sẽ vào và chơi thử game xem như thế nào nhá. Game này mình mới vừa download xong thôi. Mới tiến hành cài đặt xong. Game này nghe nói rất là hot. Khi mà cái game này vừa mới ra cách đây vài ngày thôi thì cái server đã bị sập luôn bởi vì có quá nhiều người chơi. Và rất là may chúng ta là hôm nay đã có cái bản crack offline của cái game này rồi. Những bạn nào mà muốn chơi bản online thì các bạn có thể lên Steam để có thể mua cái game này nhá. Đây là game thể loại võ thuật chặt chém đánh nhau. Các bạn thích thì có thể lên Steam mua cái bản online để chơi online với cả những người khác trên thế giới. Mình không nhớ rõ là giá của nó có bao nhiêu cả. Đoạn intro hơi dài dòng như vậy. Chiếc mặt nạ. Vậy là được ban sức mạnh vào chiếc mặt nạ đó. Nhân vật của chúng ta. Mình đoán là vậy. Và chắc chắn là vậy rồi. Đeo mặt nạ vào cân thế giới thôi. Đúng vậy. Không phải nét các bạn đã intro nữa rồi. Đấm, đấm. Chuột phải nhá. Chuột trái là đá. Shift là... Để mình bật cái gì nhỉ? Bật cái option cho các bạn coi thẳng cái phần đó là control nhá. Ở đây chúng ta sẽ dùng chuột trái, chuột phải để tấn công. Spike là cái lướt lên vừa rồi á. Action là F à. Loose là R à. Để mình thử nhá. Nút R. À R là cắm đầu chạy. Đây bình thường chạy này thôi. Ở R và cắm đầu cắm cổ chạy. Rồi tiếp tục tìm hiểu về cái phần control nhá. Emos. Đây item 1, item 2. Whispen Row. Whispen Sex.
Control với kép AND cũng không có nhiều lắm. Mình thử luôn vài nút bây giờ nhá. Đây. Oh, vậy là có các skill riêng biệt để chúng ta có thể học hỏi trong cái tựa game này. Over here các kiểu, nó sao lại dùng nhỉ? À, chỉ mà nó ấn tên nữa là được. Đó, kiểu như là các cái trạng thái. Cái này lại không được, party mới được. Đấy. Vấn đề bây giờ chúng ta đi đâu nhỉ? Không có nhảy, chỉ có lướt thôi. Phòng thủ. Cảm giác đánh đấm khá là gã tay. Bây giờ mình sẽ lang thang coi. Không có bản đồ, không có gì hết. Chúng ta có lẽ chỉ có thể... Ơi, rớt không? Có lẽ chỉ chạy theo cảm tính mà thôi. Tab. Bích chuột rồi, các kiểu rồi. Lấy gì đâu. À đây. Các bạn có thể dùng thanh cuộn của con chuột để có thể là thay đổi góc hướng. Mày, mày. Hơi nhàm đấy. Mình sẽ đấm vỡ con người người gỗ xem như thế nào. Có lẽ không được. Unlock. Cái việc chúng ta ấn vào cái nút của thanh cuộn con chuột đó, nó là việc chúng ta target mục tiêu. Đó, ấn vào cái là tự động nó lock cái mục tiêu lại, chúng ta chỉ cần tấn công thôi. Và trong khi tấn công thì chúng ta có thể xoay hướng các thứ, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ tấn công vào một mục tiêu thôi. Bây giờ mình sẽ ấn cái nút thanh cuộn con chuột lần nữa nhé. Đó, nó sẽ thả mục tiêu ra. Hoặc là tự động đánh luôn thì nó sẽ tự động khóa mục tiêu lại luôn cho chúng ta cũng được rồi. Còn mình thì đã hiểu bây giờ mình đấm cái này làm gì nữa. Tất cả đi xuống đây coi. À có hai thanh niên ở đâu rồi kìa. Bình yên thôi, bình yên thôi. Mày, 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 mày. Ồ. Chúng ta có thể sử dụng phối hợp các cái nút với nhau để có thể đó là tạo ra các combo mới. QEZC á. À. Combo has distance attack start with different attack. Đánh nhau kiểu khác nhau à? Lại có cái gì đó đặc biệt hơn đấy nhỉ? Có lẽ mình khó mà qua được cái màn này rồi đây. Nhưng mà mình đang khá là lẫn lộn với các combo. Được rồi, được một cái rồi.
tấn công theo 4 kiểu khác nhau. Khó quá. Xem nào. 1, 2, 3 các thứ nữa nhỉ. Thử xem nó có đi đến cái kết quả gì không. Không được. Rồi rồi. Còn hai kiểu nữa. Như thế này cũng khó tưởng tượng thật đấy. Thử R đâm đầu coi. Không được. Những cái kẹt đây mãi à? Mãi chỉ được hai kiểu thôi, làm nào nhỉ? À, gì đây nhỉ? À, tấn công từ phía sau à? À đúng rồi, ấn Z đấy các bạn ơi. Sao trong trong cái phần control nó không có chữ Z nhỉ? Vãi trưởng, may mắn ấn bừa nó lại ra. Ấn Z phải thay đổi tư thế các bạn nhé. Tấn công từ 4 hướng khác nhau. Thôi, các bạn nhớ nhớ chính xác nhá. Bây giờ mình sẽ qua màn. Ok, phá cửa. Hầu, đúng rồi. Ấn phím ship để đỡ nhá, các bạn nhá. Mày. Mày. Ấy, ấy rồi. Các đánh rất chân thật các bạn ạ. Ui. Còn ai không nào? Nhưng không phá cái cửa này về. Đúng vậy. Vừa này có lẽ cũng tương tự thôi.
Ồ, dùng phím cách để có thể nhảy tấn công. Ấy à, đâu đấy? Ồ. Còn tiếp theo nào. Chúng ta sẽ lang thang trong ngôi làng này và học từng cái skill một. Có ai đó đây à? Mình sẽ khám xung quanh xem có cái khá là nhiều đường đi các bạn ạ. Mình sẽ lên đây trước nhá. Không mở được cửa này. Không vào được luôn, cần một cái gì đó để có thể mở được cánh cổng người ta. Có lẽ chỉ còn con đường này thôi. Ồ, đánh nhau được luôn kìa. Ê à, đâu ấy. Hơi ỏ mày hả bởi mình lên level rồi. Cái này cái gì đây? Có lẽ là skill ấy, hệ thống skill của cái tựa game. À đâu, đây là cái điểm thuộc tính. Mình sẽ tăng strength hay là cái gì đấy nhỉ? Khó nghĩ đây. Đây là inter trí tuệ. Cái này là tổng điểm. Cái này là gì nhỉ? Android having good reduction of effort and boost various working alive. Tăng máu. Attack bay on decision. Share sức mạnh. Khó nghĩ nhỉ? Cả hai chỉ số đều tăng đam. Chỉ số tăng máu. Cái này là tốc độ rồi. Cái này là... có lẽ khả năng phán đoán hay gì đó. Ây, chết rồi. Mình sẽ tăng cái này. À không, tăng cái này đi. À không, tăng cái này đi. Ok. Cái gì ta? Giờ về cái phần equip à, trang phục, trang bị. Nó tăng một chút chỉ số, chúng ta thấy blunt cắt kìa. Cái là phòng thủ các thứ. Thôi mặc vào đi. Chẳng có gì cả. Bây giờ mình sẽ sang khu vực này. Ồ, gặp dân chơi rồi.
đang choáng. Tiếp tục tăng cái chỉ số lên lần nữa. Đừng cút rồi. Đấy đâu nhỉ? Có lẽ chúng ta sẽ quay lại chỗ lúc nãy. Thôi rồi, có lẽ là cái phần trải nghiệm game của mình sẽ đến đây nhá. Thì bây giờ mình sẽ ra và hướng dẫn các bạn cài đặt cái tựa game này chứ nào. Bây giờ mình sẽ add LTF4. Không add LTF4 được luôn, add LTF vậy. Mình phát game nhá. Không thoát được luôn. Fuck it, shit. Ok rồi. Các bạn hãy chú ý xuống phần mô tả bên dưới video của mình nhá. Mình có để link download đấy. Đây. Đây là cái file download về nhá. Công việc các bạn rất đơn giản thôi, các bạn download và nó giải nén nó ra thì nó sẽ được như thế này này. Rồi các bạn hãy chạy cái file setup đầu tiên đi nhá. Cái file setup này mình chưa chạy thử nhưng mà cái file này chạy là xài được rồi, cho nên là mình sẽ chạy cái file này thôi. Các bạn chuột phải vào cái phần đó là cái file setup mà nó nặng bao nhiêu nhỉ? Nặng 800 GB ấy. Còn cái file setup này nó nặng tận 5 MB cơ. Thế nào? Các bạn chạy cái file lên nhá. Chuột phải mà nó chọn open thôi. Ở đây các bạn chọn ngôn ngữ đó là English. Thế nào? Còn ok này. Rồi, ở đây các bạn khoan ấn install vội nhé. Các bạn ấn vào phần option ở đây. Rồi các bạn chọn vị trí các bạn muốn lưu với tựa game này lại. Nó sẽ chọn mặc định cái vị trí đó là ổ E. Sau đó lưu cái game Asunver này vậy. Thế nào? Ở đây các bạn chọn vào phần Create Desktop icon thôi. Cái phần check file các thứ phải bỏ đi. Thế nào? Rồi ở đây các bạn chọn vào Yes, I have read a ACAP ELA. Thế nào? Chọn đồng ý điều khoản đó mà. Rồi các bạn ấn vào install thôi. Rất đơn giản. Công việc chúng ta chỉ là chờ đợi cho nó chạy xong thôi. Trong quá trình cài đặt game ấy thì nó sẽ có một vài cái vấn đề liên quan đến cái phần đó là VS Studio ấy. Thì nếu mà nó có hiện ra bất cứ một cái lỗi gì mà các bạn đọc thấy cái phần đó là VS Studio, các bạn ấn ok cho mình nhá. Vì nó cài đè lên thì nó sẽ thường hiện ra vài cái bảng vớ vẩn thôi mà, chứ không phải vấn đề gì đâu. Bây giờ chúng ta chỉ cần đợi nữa là chúng ta có thể cài đặt xong và chơi game như mình được rồi. Không cần phải chép crack, không cần phải gì cả. Cài đặt và chơi thôi. Rất là đơn giản. Các bạn thông cảm nhé, mình đang bị ốm nên cái giọng của mình nó khá là khó nghe. Đây, sau khi cài đặt xong rồi nó xuống như thế này đúng không nào? Bây giờ thì các bạn chỉ cần ấn exit thôi, không cần ấn lau đâu, exit cũng được. Rồi, công việc tiếp theo chúng ta đơn giản thôi, đó là vào game thôi. Chuột phải vào open. Đấy, game chạy này. Game này khá là nhẹ nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ ấn vào cái phần option này. Vì nó cài đè lên cho nó cái file game vẫn giữ lại mà, chứ không phải là mình đang mở cái game cũ ấy đâu. Bây giờ ấn vào option nhé. Ở game play thì các bạn cứ để mặc định. Camera speed thì mình khuyên các bạn nên chỉnh cho nó cao cao một tí, quay người đấm đá cho nó dễ, cho thoải mái như thế nào. Còn lại những cái khác các bạn không quan tâm. Sau khi chỉnh xong các bạn ấn back luôn. Ở đây audio thì các bạn có thể bật nhạc to nhỏ tùy ý các bạn. Sound effect cũng vậy, mình cứ để mặc định. Về phần graphic các bạn cứ chỉnh hết ultra cho mình nhá. Game rất là nhẹ, các bạn có thể như các bạn đã thấy vừa rồi mình trải nghiệm game rồi đấy. Đồ họa nó cũng hơi có thể nói là thuộc lại 3D thôi, nhưng mà thực sự là nó cũng không quá cao đâu. Các bạn cứ để ultra hoặc là 2 lên mà chơi nhá, nó thoải mái chứ nào. Mình sẽ để ultra.
Ở đây resolution thì nó sẽ tự động điều chỉnh cho nó phù hợp nhất với cả các màn hình của các bạn. Còn nếu không thì các bạn có thể chọn những cái phần resolution tùy chỉnh, các bạn ấn qua lại như nào. Thì thôi. Mình thì mình sẽ để cái mặc định mà nó đã cài cho máy mình. Render resolution các bạn kéo mắc lên cho mình nhá. Rồi. VSDNC là cái đồng bộ hóa FPS ấy, thì các bạn máy mạnh thì không cần phải bật, còn máy yếu thì bật nó lên nhá. Rồi ở đây thì ấn ESC nhá. Còn phần control lúc nãy mình đã show cho các bạn coi rồi. Và nhớ các bạn nhớ có một phím nữa là phím Z nhá. Ở đây không có phím Z này. Thế nào? Nhớ phím Z nhá. Sau đây ấn back và đơn giản thôi. Bây giờ thì các bạn online mode. Are you about with online mode? Continue. Enter coi. Online mode. Online mode. Back coi. Vẫn không được các bạn ạ. Chúng ta bắt buộc phải mua game mới chơi được. Đây vẫn offline. Không thể nào chơi bản online được. Game hiện tại trên Steam mình vừa coi qua thì nó bán với giá đó là 30 đô nhá. Các bạn có thể ủng hộ nhà phát hành game bằng cách mua game về chơi, cũng như là tận hưởng thêm nhiều tính năng mà chỉ có chế độ online mới có, bằng cách đó là mua game với giá là 30 đô trên Steam nhá. Đến đây thì có lẽ là mình cũng hoàn thành những video này rồi. Chúc các bạn download và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn.